Rồi, hello anh em, hôm nay là một ngày vui với một anh em ở Hà Nội đã chuyển luôn, có nghĩa là mình vừa đăng mình nhá là mình gọi là sao? À, mình có bán con này để mình kiếm một con nách về nữa để làm lại để độ tiếp chân cho anh em chơi. Đó. Thì anh em nó vừa nhá xong là thấy số tài khoản mình trên chất tượng nè anh em. Rồi chuyển qua luôn thì nói chung là vô thế rồi phải bán. Thì con này á giá mới nó là 201 ha. Và xe đồ chơi mình vô tổng cộng là 94 triệu. Thì tổng cộng là nó gần đâu đó 300 triệu ha anh em ha. À, con này biển số Sài Gòn. Thì mình bán lại cho anh em nó 200 triệu à. Có nghĩa là chơi xe lỗ anh em. Bán xe lỗ đó. Cái này là sự thật mà anh em. Thì đồ chơi là, thấy không? Mình vô bộ tem là 4 triệu nè. Full vàng ốc Titan anh em thấy không? Full vàng ốc Titan ha. Kính gió ha. Tay thắng Rainbow ha. Rồi nè anh em thấy không? Kính đồ này nọ nè. Kính rồi heo Rainbow, heo trước heo sau. Rồi lớp lớn. Rồi giá đỡ điện thoại. À, những cái này là mình đặt ha. Nhưng mấy cái này là đặt hàng luôn nè anh em. Đặt luôn chứ không có nên nó mắc. Có nghĩa là đặt riêng luôn anh em. Đây cái như giá đỡ bình xăng rồi nè, đặt riêng. Thì giờ đêm rồi thì mình sẽ không quay nhiều. Mình sẽ cho anh em nghe tiếng gầm rú cuối cùng của em nó ha. Các chai các nước là mình đặt hết nha anh em, không có mua hàng đại trà nha, đặt làm riêng cho con xe này á, thấy không? Yên solo, yên trước yên sau, chống đổ. Con này có quýt ship hai chiều chạy rất là sướng. Tính là mình chưa làm cái clip chạy với nó luôn á, chắc mai quay cái clip chạy sơ sơ rồi bán ha. À, lại mai mình gửi gấp cho nên bây giờ mình phải soạn đồ hết anh em. Thì bộ độ đồ này nọ đầy đủ hết, heo trước heo sau. Thì đây mình đang soạn đồ nè anh em. Thì đồ càng xe vô nhiều đồ chơi thì đồ nó càng nhiều. Thì bozin nè, bozin mình để đây. Trời ơi, cái bozin hết cái thùng luôn rồi em ơi. Bozin, chắc cái đuôi zin mình kẹp ở ngoài nè. Kiến zin, kiến zin, sợ không vừa quá ta. Cái này là tay thắng zin, bỏ vừa gửi ra ga anh em ơi. Thắng zin, ốc zin anh em mình bỏ rất là kỹ nè, ốc zin nè, thấy không? Ốc zin full con, tại anh em nghĩ đi, chưa nha, ốc này chưa nè, full vàng ốc titan thì ốc này là chưa là cái gì hết, cái vàng này chưa là cái gì hết đó. Nay mình cho anh em coi đồ zin của em nó, mình gửi ra cho anh em. Tại xe mình đi thì mình kỹ anh em, xe mình mua đập thùng mà, cho nên mình kỹ, mình bỏ đầy đủ, còn khách chưa chắc là kỹ bằng mình đâu anh em. Nhiều khách mình mua thiếu đồ tùm lum hết. À, này là heo trước zin, heo trước zin, heo sau zin nè, heo sau luôn bát. Lát mình lấy cái khăn nè, heo sau luôn bát nè, anh quấn vô đây luôn. Rồi heo sau luôn bát này xi nhan không phải cô nói nha, của con binh đúp nha. Rồi dây dầu zin nè anh em. Đây dầu zin. Đang quay clip mày nói vậy mày. À, đó, cái dây dầu zin đó là cái dây dầu này nè anh em. Dây dầu này dây dầu zin của nó đầy đủ luôn anh em. Bỏ vô. Nè, đây còn dây ốc zin nữa nè. Đây là một dây ốc zin nữa, rất là nhiều ốc thì anh em biết tiền ốc titan là bao nhiêu rồi. Tệ tệ cũng 7 8 vít. Rồi còn cái đuôi zin, cái yên zin là bị bỏ chưa? Còn yên zin nữa đúng không? Đó. Rồi thì mình quay clip này để mình biết là tấm lòng của anh em ở ngoài Bắc đối xử với mình như vậy. Thì mình vẫn cố gắng mình làm khuya luôn để mình đóng hàng để mình gửi ra cho anh em chứ đúng ra phải sáng làm, nhưng mà thôi làm luôn. Thì xe độ càng nhiều thì độ zin nó càng nhiều anh em. Đó thì đầy đủ nha anh em nha. Rồi mình sẽ quay clip ngày mai với em nó một cái cuối cùng nữa.
đây sẽ là lần cuối anh em thấy mình chạy con này nha anh em nha. Con này 250 nhưng mà bốn máy đi rất là sướng anh em, đi rất là êm, rất là nhẹ. À, còn mà muốn mạnh á, thì anh em mua cái mập giống mình á, muốn chạy mạnh thì mua thêm con 1000 cc sport. Còn mà anh em mà muốn trải nghiệm bốn máy thì mua con này là được rồi. Có nhiều anh em chơi con này yếu thì được, dĩ nhiên rồi, nó 250 mà anh em, 250 mà sao chạy bằng 1000 được. Tạm biệt em nó lần cuối tại showroom Minh Biker. Chiếc xe cũng có nhiều kỷ niệm. Rồi để em coi còn số không nha. Rồi, cho anh em nghe tiếng máy. Lên. Tạm biệt xe thì ở đây mình hay gửi nhiều quá nha anh em, quen rồi nha anh em. À, cái đồ zin á, cái đồ zin của xe, à cà vẹt xe anh, quên. Quên, không có cà vẹt là chết. À, anh lấy luôn cái này nè, cái này nó về nó mới nằm được cái xe. Tắt máy rồi. Anh lấy luôn cái ben. Rồi đồ zin, nguyên thùng đồ zin. Xe độ quá trời độ. Độ từ con ốc rồi sao con? Ốc quanh dòi luôn nha anh em. Đó. Xe này là mình lỗ 90 triệu nha anh em. Chắc với anh em là mình lỗ 90 triệu nha anh em. Lâu lâu phải có con xe bán lỗ anh em. Con này em bán lỗ 90 luôn á. Rồi, anh em ngắm em nói lần cuối nha. Ra Hà Nội là không có đường quay về. Biển số Sài Gòn 59A3 34522. Đây cầu quẹt xe. Ở bên đây mình gửi thân quen lắm rồi anh em, nên là anh em cứ yên tâm. Gửi ra là có người gọi anh em tới lấy liền. Này mình gửi về Phủ Lý Hà Nam, là sát bên Hà Nội anh. Đúng rồi. Ngồi đó em cũng không rành nữa. Rồi ok anh em, bye bye nha. Tạm biệt ha. Tạm biệt xe hả? Tạm biệt người. Tạm biệt mày luôn nha. Xe của em. Em bán nữa hả? Em bán cho. Còn mấy khi là xe em bán, còn xe này của em chơi em bán á. Xe nhan là đặt luôn nha anh em, xe nhan đặt khắc tên luôn á. Không có đồ nào mà đồ mua second hand đâu nha anh em. Đồ mới của mình là mình đặt khắc tên riêng cho mình luôn á. Nhớt hay mới hết rồi, bye bye. Rồi em về nha anh. Rồi, bye bye anh. Con này bán nhiêu ạ? Con này em bán 200.